Hello, con back to my channel Start Again nữa không? Các bạn của mình gặp phá từ cái đầu tiên nào. Vào đây thì các bạn sẽ biết con mai là ai. Đó chính là một giáo viên, một giáo viên đã từng dạy trong ngôi trường này. Và giáo viên đó đang đứng ở giữa bức ảnh. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tờ kè thứ hai.
thu thập đủ 20 túi tiền, sau đó thì sẽ tẩu thoát khỏi đây rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba và đang lưu trữ tập trung. There you are.
Wow, bọn ta đi ngay đường này. Oh my god. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư. Let's go. Sau còn một mẫu thôi và các bạn sẽ hoàn thành được tập đây này. Thank you.
Khi đủ một mảnh chìa khóa này thì các bạn sẽ lấy được một quyển sách ở trong chiếc cát sắt, sau đó thì sẽ tẩu thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi sự bám đuổi của con ma và của đứa con của bà ma này. Các bạn sẽ phải đi tìm những căn phòng này và những chiếc chìa khóa để mở những căn phòng này ra. Đó, ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ năm, Grand Nature.
mình sẽ cắt sợi dây đây. Ok. Let's go. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Mittelhoft. Sẽ lên chưa? Rồi, đã thành công. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Grand Prix Hall.
Let's go. Đấy, các bạn sẽ phải tìm cách, sau đó thì sẽ tẩu thoát khỏi đây này. Thoát khỏi bà Granny. Mà anh chàng đã có chiếc chìa khóa blue, green. Mà chỉ gì gặp Granny ở đây rồi. Sẽ bị giam ở trong này và chờ ai đó đi cứu. Phải chờ thôi. Nhắm ông ta. Mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Hello Grandpa. Play hide and seek.
Want to play hide and seek? Đơ rồi các bạn. What? Không xuống được. Oh my god, nó bị kẹt ở đây. Wow. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.